Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin. Trên báo Thanh Niên có đăng bài tin Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Theo quyết định số 119 QĐ-NS-TVK ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc điều động bổ nhiệm cán bộ, ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 3 tháng 7, tại trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, quyết định số 119 QĐ-NS-TVK ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc điều động bổ nhiệm cán bộ đã được công bố. Theo đó, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank thôi tham gia vào Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank, điều động chỉ định tham gia vào Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Bộ Chính trị điều động phân công chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nghiêm Xuân Thành, 52 tuổi, quê quán huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, có bằng tốt nghiệp Đại học Ngân hàng, Tiến sĩ Kinh tế, cao cấp Lý luận Chính trị. Ông khởi nghiệp từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank Vĩnh Phúc, sau đó trải qua nhiều chức vụ tại Vietinbank. Tháng 6 năm 2012, ông Nghiêm Xuân Thành được điều động bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tháng 7 năm 2013, ông Thành giữ chức Tổng Giám đốc Vietcombank và đến đầu tháng 11 năm 2014 lên làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank. Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai đánh giá cao năng lực cùng với quá trình công tác của các ông Lê Tiến Châu, Nghiêm Xuân Thành. Bà Mai đề nghị ông Châu, ông Thành tiếp tục phát huy năng lực vốn có, xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ ở cương vị công tác mới. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nghiêm Xuân Thành cam kết nỗ lực hết mình với trọng trách được giao, luôn phát huy dân chủ, đoàn kết gắn bó, quyết tâm cùng với đảng bộ, các cấp chính quyền, nhân dân doanh nghiệp đưa tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.